Đây anh em nhá, đây là mẫu 1 triệu rưỡi một đôi. Cái này trang bị củ cao cấp China nhá, côn 45. Đấy, rất là sắc nét. Bolero mà được gõ quả này thì hết ý nhá. Chiều ngang 28 phân, cao 17, sâu 20. Trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng thì thiết bị mới ok nhá, có cái âm ly vang cực kỳ chuẩn dải tần. Nếu mà để mà cái bóng đèn nó sáng trong quá trình sử dụng á, thì là chúng ta đang phối ép âm ly vang, đang bị thiếu hụt dải tần. Đấy, tần rất thấp. Nghĩa là để bóng đèn nó sáng á, thì bóng đèn nó sáng là chúng ta phối ghép hoặc là cân chỉnh những thiết bị dải tần cực hẹp thì tép nó vẫn chạy nhưng mà không phải dải chuẩn của tép. Đấy, nên là chúng ta phải cân chỉnh phối ghép làm sao âm ly vang ok thì tép ok được. 1,5 triệu một đôi, bao ship toàn quốc. Cái này phải đánh có âm ly 4 sò, 8 sò, 16 sò, 20 sò. Cục đẩy 20, 24, 40 sò, ok. Bắt 20, 325, bắt 40, 30, ok nhá. Đây, hướng dẫn anh em cách lấu. Cái dây 1 mét thì chúng ta đấu trực tiếp âm ly, đít loa, đít cục đẩy. Đây, chúng ta sẽ, trong quá trình vận chuyển mình sẽ tháo ra như này. Vì anh em nhớ lắp lại nhá, vì cái củ này nó nặng, nó có thể bể phễu. Đấy, ấn vào này, đấy, có cái lỗ thoi ra để chèn dây nhá. Đấy, chúng ta sẽ dây 20 phân là chúng ta sẽ đấu vào củ đỏ và đỏ. Đấy, chúng ta sẽ xoáy nó vào, đây nó có cái gen vặn đây. Đấy, chúng ta xoáy nó vào không cần chặt đâu, chỉ nó bám được là được. Đấy, vì chúng ta đặt một chỗ nó cũng không bay được ra đâu, rất là khó gen thì nó không bay ra được. Đấy, chúng ta sẽ xoáy cái đồng nó nhọn nhọn này. Đấy là chúng ta sẽ vừa cái lỗ nhỏ đây là đấy. Cái ấy là mắc luôn. Đấy, nó rắc cài nhá. Ai cũng có thể đấu được. Rất mong anh em, riêng cái loại 1 triệu rưỡi thì chúng tôi phải tháo ra như này. 1 triệu rưỡi, 1 triệu 2 thì chúng tôi phải tháo ra như này. Nếu không là đi đường nó hay gãy phễu. Đấy, đâm ra là đấy, cái dây 1 mét thì chúng ta sẽ đấu trực tiếp. Đấy, làm lại cho một lần cho anh em xem đấy. Về chúng ta phải tự tháo nha. Chúng tôi sẽ gói hai kiện riêng. Đấy, củ đi riêng này. Đấy, ấn vào cài đấy, ok nhá. Ai cũng có thể làm được nha. Đấy. Đấy, thế thôi, ok. Đấy, 1 triệu rưỡi một đôi, bao ship, bảo hành 1 năm. Bolero, hai karaoke, nét gấp đôi. Đấy, cái này có thể áp dụng tổng hợp auto tự động cho tất cả các loại công suất. Tép nó không ảnh hưởng gì đến công suất. Đấy, nên ra chúng ta gửi gõ âm ly 4 sò đến cục đẩy tự động nhá. Đấy, đấy, có cái bóng dán sơ cua trên nóc. Nhớ nhá, trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng mới ok nhá. Nếu mà nó sáng là chúng ta phải chỉnh lại thiết bị hoặc phối ghép thế nào, đừng để cho nó đèn sáng mới ok. Nếu mà để nó đèn sáng á, nó đang báo thiết bị chúng ta có vấn đề về dải tần, đang bị rất thấp nha. Đấy, 1 triệu rưỡi một đôi, rất là sắc nét. Đấy, 0973 533 269 và đây là hướng dẫn cho anh em nhé. Đây nhá, loa tép đấu trực tiếp đít loa nhá. Đấy, cái dây vàng cái là từ âm ly hoặc đẩy lên này, chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào đít loa, đấu chung như vậy. Loa tép với loa bát phải cùng chạy nhá, đấu chung như thế thì loa tép mới có tác dụng nhá. Nhiều anh em về đấu riêng thì không bao giờ được, đấu chỉ riêng mới tép không bao giờ được. Loa tép đặt nóc để thay thế cho cái loa tép mà hay cháy. Không cần vác loa đi sửa nữa, chỉ cần mua một đôi về đặt nóc hoặc là đấu ở đít âm ly, đít đẩy nó đều giống nhau. Đấy, ba vị trí này, đít loa, đít âm ly, đít đẩy, ba vị trí này đều là một vì nó chung dây ra loa. Nên anh em đấu đầu nào cũng được, ở loa cũng được, ở đít loa cũng được, mà đít âm ly, đít đẩy đều là như nhau. Nhiều anh em cứ hỏi đít loa hay đít âm ly, đít loa yên âm ly anh em đấu đồ nào cũng được vì nó chung dây loa anh em nhá. Ba vị trí này nó đều là một cả. Đấy, anh em không phải hỏi như vậy, anh em cứ đấu đít loa, đít âm ly, đít đẩy đều được ok như nhau. Đấy, đi là đít âm ly này, mình đã làm mô hình cho anh em phải đấu chung với loa bát mới được nhá. Đây có cái bóng sơ cua, anh em có thể rút ra và thay thế khi bóng bị cháy nhá. Đấy, trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng mới ok. Đấy, đấy đít loa đây. Trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng mới ok. Nếu mà nó sáng chúng ta phải chỉnh lại âm ly vang ok mới được nhá. Đấy. Đấy. Cảm ơn toàn thể anh em nhá.